cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung Đàn Quê Hương. Sau khi nghệ sĩ Thanh Hải tốt nghiệp, anh về công tác tại đoàn nghệ thuật vùng đất Phú Yên.
các âm thanh kỳ diệu của những cây nhạc cụ được sinh ra từ đá, anh tự tìm tòi, khai thác tính năng của cây đàn đá và kèn đá để làm sao cho cây đàn ngày càng trở nên thân quen hơn với khán thính giả cả nước cũng như các nước trên thế giới. Với tình yêu và nỗi niềm trăn trở ấy mà bản nhạc Lời Của Đá được ra đời và tiết mục do nghệ sĩ Thanh Hải thể hiện đã thành công xuất sắc. Tiết mục Lời Của Đá, nghệ sĩ đã đem về 40 chương vàng trong các cuộc liên hoan hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Để quý vị và các bạn hiểu hơn về hai cây nhạc cụ độc đáo này, nghệ sĩ Thanh Hải sẽ giới thiệu đôi nét về cây đàn đá và bản nhạc Lời Của Đá. Mời quý vị cùng nghe. Đàn đá thì thật sự thì ở Việt Nam mình thì cũng nhiều tỉnh có, cũng phải 8 bộ. Nhưng mà với một cái cặp kèn đá thì ở Phú Yên thì đến giờ phút này thì không những ở Phú Yên cũng như ở Việt Nam mà của thế giới, nói chung là chưa có một cái vật thứ hai nào. Kèn đá thì phát hiện là ở Tuy An là Phú Yên đây thì nó là có tuổi thọ là 3.000 năm rồi. Thì một cặp một cái kèn trống là 75 cân, và kèn mái là 30 mấy cân ấy. Một cặp như thế thì âm thanh rất là hay, và cũng đã được hội đồng giám định của nhà nước mình xác nhận đây là một loại nhạc cụ cổ xưa có niên đại trên 3.000 năm đã được công bố. Thì đây là một cái thế mạnh và một cái nét đặc trưng văn hóa rất riêng của Phú Yên. Thì nói thật tình với cái bộ đàn đá của Phú Yên chỉ có 8 năm thôi và thăng âm rất là chuẩn, được là những bộ đàn đá có thăng âm chuẩn nhất của Việt Nam mình ấy. Trong 8 thanh đấy thì nó không đủ như là một cái cung method roll của cái đàn, cái quãng của cái đàn, thành ra rất là khó sáng tác. Thì mình phải lợi dụng nó với cái gì đấy, mình khai thác cái tính năng của đôi bên âm nhạc điện tử hay là âm nhạc dân tộc kết hợp với đàn đá. Thì sau vài lần thì mình phải không thể nào để nó cứ theo cái bước như thế, mình phải sáng tác nhiều và mình phải mời thầy về để nghiên cứu, để làm mới nó. Giả sử như là trước đây thì chỉ làm dạng như là world music thôi, tức là đàn đá, kèn đá với nhạc điện tử. Sau đó thì mình kết hợp nó với lại một dàn gõ trống, 20 cái trống, ví dụ như thế. Sau đấy nữa thì mình phải làm kết hợp sona và kết hợp với lại ca khúc mình viết để mình phục vụ tùy theo cái cuộc hội thi hội diễn, là tùy theo cái cuộc lễ kỷ niệm lớn của nước hay là của mình. Cái bài Lời Của Đá thì nó là kết hợp giữa kèn đá, cồng ba, trống đôi và chân năm của Phú Yên. Cái cảm hứng thì thật sự với người nhạc sĩ cảm hứng thì nó cũng bất chợt lắm. Nhưng mà với người mình là bản thân mình là đã thành công với lại đàn đá rất nhiều, thành ra đá là tâm linh của mình, trong cái duy tâm mình những cái nhạc cụ về đá rất là lớn, mình thành ra là cái cảm xúc của đá lúc nào cũng có. Cái thành công trong nghệ thuật với đàn đá, thành ra là mình luôn có những cái cảm xúc với lại cái đàn đá. Viết thì bình thường thì mua tác phẩm về khí nhạc hay là phối nhạc thì mình cũng thay nghén lâu, cũng phải vài tháng. Sau đấy mình kết hợp với âm thanh điện tử, mình phải cho kết hợp thử. Rồi mình mời cái đội nghệ nhân cồng chinh ở trên Xí Thoại đấy, mời hết một đội về, bao nhiêu cồng bao nhiêu chinh đấy là cũng tham gia với mình để mình làm này làm kia để nữa. Nó ra tính chất như thế nào thì sau thời gian dài để mình quyết định cho ra đứa con mình. Thì anh em cũng tập trung với nhau làm thì được cái huy chương vàng năm nay, liên hoan ca múa nhạc toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, qua những lời tâm sự vừa rồi của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải, chúng ta thấy người dân tỉnh Phú Yên có quyền tự hào về món ăn tinh thần vô giá mà cha ông để lại với loại nhạc cụ được làm từ đá. Hy vọng sẽ còn nhiều nghệ sĩ nối tiếp niềm đam mê âm nhạc cổ truyền để tiếp tục làm cho âm nhạc dân gian trên đất nước Việt Nam nói chung và của tỉnh Phú Yên nói riêng được duy trì và ngày càng phát triển. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức lại bản nhạc Lời Của Đá một lần nữa. Thank you.
nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải sáng tác và trình tấu kèn đá, đàn đá bằng âm thanh do nghệ sĩ cung cấp. Chuyên mục Cung đàn quê hương của Đài Tiếng nói Việt Nam do biên tập viên Kim Anh biên soạn đến đây kết thúc.